Lúc này, đám người cơ hạo dạ, tôn ngộ không, Lý Bạch nhao nhao bay tới, bao bọc vây quanh thạch đỉnh, bệ hạ, bác trụ đại đạo tôn đâu. Tôn ngộ không khẩn trương hỏi, lúc trước khí tức của bác trụ đại đạo tôn thật sự quá dọa dạ người, lúc này lại đột nhiên biến mất, bọn hắn không thể không khẩn trương chết rồi. Tần quân hời hợt trả lời, mọi người nghe được hít sông một hơi, bọn hắn sẽ không nghi vấn tần quân nói. Chỉ là lúc này mới bao lâu, bác trụ đại đạo tôn là siêu cấp bá chủ trường khống mấy đại đạo vị diện, quyền thế còn muốn lớn hơn độc cô thiên tông tiêu yêu thiên tôn bọn hắn bỗng nhiên liên tưởng đến tô đế ngạc nhiên phát hiện tô đế cũng không thấy tâm hơi chẳng lẽ giết bắc trụ đại đạo tôn chính là tô đế tuy bắc trụ đại đạo tôn mạnh nhưng so với tô đế mà nói chênh lệch vẫn còn rất lớn chuẩn bị một chút tiếp xuống nên đi tìm nhân tộc lục đế tần quân đứng dậy nói hiện tại hắn không kịp chờ đợi muốn trở nên mạnh hơn đạt được nhân vương đỉnh tu tập nhân tộc khí vận tu vi của hắn thế tất tăng vọt huyền đương vội vàng nói cổ hy bạch đã quyết định trả lại mảnh vỡ nhân vương đỉnh cho bị hạ còn sẽ đi khuyên đại đế còn lại cổ hy bạch tần quân gật đầu quát tay nói tán đi đi mọi người gật đầu ngày đó tin tức liên quan tới bác trụ đại đạo tôn tập kích hoác gia cấp tốc truyền ra bác trụ đại đạo tôn cùng thiên đế đủ để hấp dẫn vô số ánh mắt tuy rất nhanh lại có tin tức nói bác trụ đại đạo tôn mất tích thiên đế bình yên vô sự khiến cho cả sự tình khó bề phân biệt hai ngày sau đám người tần quân rời hoác gia thế giới hoặc tầm đế xảo nhi hoắc không nhìn phương hướng bọn hắn rời đi thật lâu không nói cổ thánh đế đạo sẽ vì thiên đế mà thời tiết thay đổi hoắc không cảm thán nói hắn cũng được biết bác trụ đại đạo tôn đã vẫn lạc tần quân mới đến hơn một tháng tiêu yêu thiên tôn tàng yêu vương bác trụ đại đạo tôn lần lượt bại trận hai người sau thậm chí vẫn lạc hắn không dám tưởng tượng cổ thánh đế đạo còn có ai dám chống lại tần quân xảo nhi vật đầu nói may mắn hoắc gia đối với thiên đế một mực trung thành tuyệt đối nếu hoắc gia phản bội thiên đế bây giờ chết cũng không phải là bác trụ đại đạo tôn mà là bọn hắn hoắc tầm đế cười nói hoắc ra vốn là thiên đế bệ hạ tạo sao sẽ phản bội vô luận là hoắc khứ bệnh hay hắn từ xưa đến nay đều chưa từng thay lòng đổi dạ qua qua lại tinh đạo bảy màu tần quân nhìn cổ hy bạch hắn hình như không thích hợp a tần quân nhìn huyền đương hỏi sắc mặt của cổ hy bạch trắng bệch hai chân đang run rẩy rõ ràng không giống như bởi vì sợ mà là thụ thương huyền đương trả lời ta phong ấn tu vi của hắn nghe vậy mặt mũi mọi người tràn đầy cổ quái cổ hy bạch tương đương với con trai của huyền đương tên này thật đúng là hạ thủ được cổ hy bạch cười khổ thậm chí không dám cùng tần quân đối mặt vị trước mắt này chính là chúng sinh chi sư trong truyền thuyết hắn không dám bất kính giải trừ phong ấn đi hắn đã đáp ứng giao gia nhân vương đỉnh không cần làm khó hắn tần quân khoát tay cười nói hắn nhìn ra được huyền đương khó xử chỉ muốn lấy được nhân vương đỉnh những thủ đoạn nhỏ kia hắn cũng lười quan tâm cổ hy bạch nghe xong lập tức kinh hỉ lúc này quỳ bái tần quân kích động đến nói năng lộn xộn đa tạ thiên đế bệ hạ huyền đương giúp cổ hy bạch giải trừ phong ấn khi tức của cổ hy bạch không ngừng tăng vọt cho đến khôi phục lại vô cực trí cao đại đế để đám người cơ càn khôn quất gia ông trầm kinh hãi đại đạo vì diện của chúng ta được xưng là thiên đế vị diện cũng chính là lấy bệ hạ làm tên lấy nhân tộc phi tôn nhân tộc chúng ta lấy huyền đương làm tên xưng là huyền đương nhân tộc huyền đương nhân tộc đã bước ra thiên đế vị diện là một trong các đại tộc ở cổ thánh đế đạo tác dụng của lục đế không thể bỏ qua quảng trọng bắt đầu vì tần quân giảng giải tình huống của huyền đương nhân tộc nói đến cũng làm cho huyền đương xấu hổ so với huyền đương quan trọng cùng quách gia còn hiểu rõ nhân tộc hơn nhưng vương đỉnh đại biểu cho quyền trưởng khống huyền đương nhân tộc ngũ đế khác đoán chừng không muốn giao ra nhưng nếu cân nhắc tình thế bọn hắn không thể không giao quách gia khoan thai cười cổ hy bạch bất đắc sĩ cười hắn đối với ngũ đế khác là vô cùng quen thuộc biết được bọn hắn khẳng định không muốn giao đến lúc đó lại là một phen tranh chấp hắn nhất định phải nhắc nhiều ngũ đế khác đừng nói thanh liên kiếm tiên lý bạch chỉ là cơ hạo dạ cùng huyền đương bọn hắn đều không cách nào chống lại ngũ đế ở một phương đại đạo vị diện khác nơi này hỗn loạn không chịu nổi đã trở thành bàn cờ cho các chủng tộc bác dịch quan trọng nói tiếp đáng nhắc tới chính là thiên đế vị diện đã trở thành cấm địa từng có đại thế lực ngưu toan công chiếm thiên đế vị diện nhưng bị cường giả bí ẩn đánh bại cho nên đại bộ phận cường giả của huyền đương nhân tộc đều an tâm rút lui thiên đế vị diện trang trợ xâm lược vị diện khác quất ra nói hai người ngươi một lời ta một câu để tần quân hiểu rõ tình huống đại khái của huyền đương nhân tộc ừm. nếu để cho huyền đương nhân tộc quy về đại tần thiên đình chẳng sẽ để bọn hắn càng mạnh tần quân nhẹ giọng cười nói nghe vậy huyền đương không chỉ không hoảng hốt ngược lại có chút kinh nhì có tần quân lãnh đạo nhân tộc nhân tộc chẳng phải là muốn bay lên cổ hy bạch cũng như thế từ khi kiến thức uy phong của lý bạch hắn đối với tần quân có thể nói là sùng bái đến cực điểm thân là nhân tộc đại đế hắn rõ ràng tình huống hiện tại của huyền đương nhân tộc bên trong an ổn bên ngoài lại lây thủ hàn vô số đại khái phi hành một chén trà thời gian cơ hạo dạ thao túng trùng sáng chui vào một tinh đạo bảy màu trong khoảng thời gian này tần quân một mực chú ý thần thoại thương thành bởi vì giá trị danh khí của hắn đang lấy tốc độ không thể tưởng tượng tăng vọt trước đó cổ thánh đế đạo lưu truyền tên thiên đế không bị hệ đóng đưa vào giá trị danh khí nhưng bây giờ tần quân lấy thân phận thiên đế lần nữa dương danh liên tục dẫm tiêu yêu thiên tôn táng yêu vương bắc trụ đại đạo tôn mang đến tên tuổi khó có thể tưởng tượng nơi này không phải ngoại vũ trụ không phải nội vũ trụ mà là cổ thánh đế đạo vô số đại đạo vị diện hội tụ vào một chỗ tổng số sinh linh cho dù là đại đạo trí tôn đều khó mà đánh giá bây giờ giá trị danh khí của tần quân đã đột phá 80 vạn ước đây là một con số rất kinh khủng hơn nữa còn chỉ là bắt đầu cho thời gian trôi qua hoặc ra thế giới phát sinh đại sự sẽ tiếp tục lên men để danh khí của hắn triệt để cất cánh nói ngắn gọn Tần Quân ở trong thần thoại thương thành thấy cái gì, đều có thể tùy ý đổi lấy, đã không cần lo lắng giá trị danh khí không đủ giờ phút này, hắn đang vì đế tuấn, Đông Hoàng thái nhất, đế giang cùng Trúc cửu âm lựa chọn bảo bối cải biến huyết mạch, bảo bối thích hợp đế tuấn liền nhất định thích hợp Đông Hoàng thái nhất, bảo bối thích hợp đế giang đồng dạng thích hợp Trúc cửu âm, nhưng trình độ phù hợp không bằng hai huynh đệ Kim Ô, bởi vì đế giang đại biểu không gian pháp tắc, chúc cửu âm chính là thời gian pháp tắc hai đôi huynh đệ, thiên phú khó phân cao thấp, Kim Ô mà nói cần lựa chọn bảo bối hỏa thuộc tính, Tần Quân một bên nghĩ, một bên đọc qua thần thoại thương thành cùng lúc đó, bọn hắn tiến nhập một vũ trụ, trong tinh không lan tràn khói lửa cùng mùi máu tanh, phóng tầm mắt nhìn tới, rất nhiều sao trời đều phá nát không chịu nổi, phảng phất như vừa trải qua chiến tranh hưu. Lúc này, phía trước bỗng nhiên đánh tới một đạo kiếm khí, dài tới mấy triệu dặm, giống như ánh sáng ban ngày. Chiếu sáng vũ trụ ánh mắt của Lý Bạch ngưng tụ, lúc này đưa tay bắn ra một thanh liên kiếm khí, triệt tiêu. Trăm vạn sao trời bị kiếm khí chạm vào hình thành sóng xung kích xoắn nát, quân cuộn hùng vĩ cơ hạo dạ vội vàng dừng lại mọi người nhìn về phía trước còn tưởng rằng có người muốn tập kích bọn họ phía trước có chiến đấu lý bạch mở miệng nói trên mặt hắn lộ ra một tia hiếu kỳ vừa rồi kiếm khí kia rất mạnh thân là kiếm khách đối với những kiếm khách khác là rất mẫn cả đừng quản nhiều như vậy tiếp tục đi tới sớm ngày đuổi tới chỗ ngũ đế tần quân hử nói không quan tâm đối phương là ai dám cản hắn đều phải diệt cơ hạo dám nghe xong chỉ có thể tiếp tục đi tới mọi người hóa thành một đạo cử quang lướt qua tinh không cùng lúc đó phía trước không biết bao xa đang phát sinh đại chiến vô số sinh linh mạnh mẽ phóng về phía một bóng người như bầy ong lít nha lít nhít mấy tỷ dạng tinh không nổi lơ lửng rất nhiều huyết nhục tàn chi kiếm khí ngang dọc từng bầy sinh linh giết đến tan tành mây khói nhìn kỹ lại có thể nhìn thấy bóng người kia hơi có vẻ gầy gò nhưng trong chiến tranh lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ vĩ ngạn phàm phất như chiến thần vô địch vô luận là ai đều không cách nào dung chuyển hắn đã thiên kiếm đế quất ra hít mắt phun ra một cái tên cơ hạo dạ huyền đường cổ hy bạch cơ càn khôn đều động dung rất rõ ràng bọn hắn đều nghe nói qua cái tên này kiếm đế mạnh nhất trong truyền thuyết sao cơ càn khôn nốt một ngụm nước bọt không ít tới lại gặp được một ma nhân hắn vô ý thức nhìn về phía tần quân làm sao cảm giác sau khi cùng tần quân gặp mặt gặp phải nhân vật một cái sau một cái khủng bố lúc trước độc cô thiên tông tiêu yêu thiên tôn tàng yêu vương bắc trụ đại đạo tôn đọa thiên kiếm đế đối với hắn mà nói đều là tồn tại khó mà nhìn theo bóng lưng cơ hạo dạ thận trọng thao túng trùng sáng bay qua chiến trường tần quân cúi đầu nhìn lại thấy rõ ràng diện mạo của đọa thiên kiếm đế thân mặc võ bào màu đen hai tay cầm kiếm gương mặt như đao tước có bốn sừng không có tóc sau ót in hắc văn quỷ dị hai mắt lạnh lùng khi chất cả người như tên của hắn đọa thiên cho người ta một loại hắc ám tà khí cực hạn tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của đám người tần quân hắn ngẩng đầu nhìn lại trần xác mà nói hắn đang nhìn lý bạch đây là trực giác của kiếm khách hắn trước tiên liền nhìn về phía lý bạch những người khác không bị hắn để vào mắt về phần triệu vân trong mắt hắn giống như đám người tần quân vô cực đại chúa tể cùng hồng mông dung đạo cảnh trên lệch giống như tiên phàm hắn căn bản nhìn không thấu có ý tứ lý bạch nói nhỏ một câu những người khác cũng đều nhìn về hắn hai vị kiếm khách tuyệt thế nếu chiến đấu một trận sẽ kinh động tâm phách như thế nào nhưng mà đã thiên kiếm đế không có rông lên mà tiếp tục cùng đám địch nhân chiến đấu rất nhanh đám người tần quân liền tan biến ở sâu trong tinh không kiếm y thật cường đại giảng thanh liên kiếm tên gần nhất thanh danh vang dội đã thiên kiếm đế lẩm bổng có kiếm khí hộ thể những địch nhân kia khẽ dựa gần hắn liền tan tành mây khói nếu như hắn đúng là thanh liên kiếm tiên như vậy thiên đế cũng ở trong đó đoạt thiên kiếm đế phảng phất như nghĩ đến cái gì lộ ra nụ cười ý vị thâm trường mẫu nhiên lạp đoạt thiên kiếm đế chỉ là khúc nhạc dạo rất nhanh liền bị mọi người xem nhẹ dù sao bọn hắn không có ân oán với đọa thiên kiếm đế không bao lâu bọn hắn liền đến vũ trụ của nhân tộc huyền đương cùng cổ hy bạch bộc phát ra khí tức khiến cho trên đường đi không có cường giả nhân tộc ngăn cản phía trước sao trời vô cùng dày đặc như là bầy vẫn thạch còn có vô số đại lục pha tạp trong nó trên đường phi hành tần quân nhìn thấy trên những sao trời cùng đại lục kia tọa lạc thành trí lít nha lít nhít hắn có thể cảm giác được rất nhiều khí tức cường hoành có thể thấy được huyền đương nhân tộc cường đại nhất là những nhân tộc xông ra thiên đế vị diện đều trải qua máu tư tẩy lễ tần quân đã cảm thấy không ít khí tức đại đạo trí tôn trách không được trí tôn vô địch ti ở nội vũ trụ được xưng là đại đế nhưng ở cổ thánh đế đạo không có thu hoạch được xen xương đại đế chỉ là ở nhân tộc đại đạo trí tôn cũng tính không được cái gì cho dù trí tôn vô địch là đại đạo trí tôn cảnh thập nhị trọng thiên không nói khoa trương là tồn tại vô địch ở đại đạo trí tôn khí tức của đại đạo đế tôn rất ít thậm chí có thể nói là long phượng sừng lân đừng nhìn tần quân không để sinh linh vô cực cảnh vào mắt nhưng ở trong cổ thánh đế đạo cho dù là vô cực đệ nhất cảnh vô cực hỗn nguyên siêu thánh cũng được cho là cường giả hoành hành một phương phía trước là lục đế thành ngũ đế đều ở trong đó cô hy bạch mở miệng nói hắn đã có thể cảm giác được khí tức của các đại đế còn lại ngươi đi thương lượng trước một phen thời gian đừng quá dài chờ chúng ta đến nhất định phải ra nghinh tiếp huyền đương phân phó nói ngư khí có chút không tốt cô hy bạch vội vàng gật đầu nhìn tần quân tri lễ liền biến mất thuần di tiến về lục đế thành đối với vô cực trí cao đại đế mà nói chỉ một giây cũng đầy đủ thương lượng rất nhiều chuyện nếu bọn họ không muốn giao ra nhân vương đỉnh huyền đương ngươi biết nên làm như thế nào a à? quốc gia cười híp mắt nhìn chằm chằm huyền đương hỏi hắn cùng huyền đương quan hệ rất tốt cho nên không kiên kỵ huyền đương trầm ngâm nói ta sẽ đích thân xuất thủ tuy lục để đối với huyền đương nhân tộc có công lao to lớn nhưng so với tần quân mà nói căn bản không đáng giá được nhắc tới nếu không có tần quân nào có huyền đương nhân tộc tần quân không có chen vào ngồi ở trên trí tôn cửu long ỉ chống cầm lật xem thần thoại thương thành mới qua thời gian ngắn như vậy danh khí của hắn đã tăng tới 85 vạn ức Giữa đeo hắn tính toán đột phá trăm vạn tức danh khí cũng chỉ cần một ngày không hổ là cổ thánh đế đạo loại tốc độ tăng này trước đó chưa từng có tư vị thật thoải mái trong lòng tần quân cảm thán chợt hắn liền chọn được bảo bối để đông hoàng thái nhất để tấn tăng cường huyết mạch sơ thái dương tinh viên mặt trời thứ nhất đến từ hỗn độn sơ khai tần chứa năng lượng hỏa diễm vô thượng có thể đề cao sinh linh hỏa thuộc tính giá trị 5.000 tỷ danh khí 5.000 tỷ giá trị danh khí đã không kém thái thương ngân long cốt đổi lấy viên sơ thái dương tinh thứ nhất viên sơ thái dương tinh thứ hai lại muốn một trăm ngàn ức giá trị danh khí tần quân đau lòng vì vậy tiếp tục đào qua thần thoại thương thành muốn tìm ra bảo bối tương tự sơ thái dương tinh cùng lúc đó bọn hắn cấp tốc đi vào lục đế thành thăm kiến huyền đương thủy tổ trên tường thành hàng một trăm ngàn nhân tộc chiến sĩ nhất tề quỳ xuống chiêu bái huyền đương từng cái trung khí mười phần tông thanh hội tụ vào một chỗ như lôi đình đột nhiên tập kích Huyền Đương không có trả lời, mang theo đám người tần quân cấp tốc bay vào trong thành. Ở trong tâm lý nhân tộc tướng sĩ, địa vị của Huyền Đương không kém hơn Lục Đế, Lục Đế thành vô cùng to lớn, còn lớn hơn Huyền Đương đại thế giới. Bên trong dãy núi chập trùng, lồ cao san sát, còn có vô số hồ nước, thậm chí có thể xưng là hải dương trong thành, tọa lạc lấy đại đế cung, chính là trung tâm quyền lực của Lục Đế thành. Lúc Lục Đế thương nghị đại sự, đều là ở đại đế cung. Mà bọn hắn cũng có phủ đệ riêng phần mình, một đường thông suốt, rất nhanh bọn hắn liền bay tới trên đại đế cung nhìn xuống đại đế cung bao la hùng vĩ tần quân cười nói thật khí phái câu nói này là chân tông thực ý trên không trung cũng có thể cảm giác được khí thế bàng bạc của đại đế cung trong lúc vô hình phảng phất như có đồ vật gì đang ngầm thét rung động linh hồn đại đế cung có hơn vạn cấp thềm đá bên trên thạch trụ cao tới mấy trăm vạn trượng như thần thủ hộ đại đế cung rất nhanh cổ hy bạch mang theo ngũ đế khác đi ra cửa lớn đại đế cung ngũ đế ăn mặc khác biệt nhưng khi thế đều rất mạnh, không có chỗ nào mà không phải là vô cực trí cao đại đế. Đi ở trước nhất chính là một nam nhân mặt mũi tràn đầy râu ria rùng sàng, mặc khắp bật đại bào, hai đầu lông mày toát ra bá khí, cặp mắt kia như trời sinh đế hoàng, hoàng uy to lớn, miệt thị thương sinh tham kiến thiên đế bệ hạ, nam nhân râu ria rùng sàng chắp tay nói. Ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti. Đối mặt đám người tần quân cao cao tại thượng, hắn tựa hồ không sợ hãi chút nào, huyền đương nhíu mày nói. Sư ngụy, quy xuống, sư ngụy chính là đứng đầu nhân tộc lục đế vô cực trí cao đại đế viên mãn tu vi bực này đủ để đứng ngạo nghễ ở nhân tộc nghe vậy biểu lộ của sư ngụy bình tĩnh chậm rãi quỳ xuống nói tham kiến thiên đế bệ hạ cổ hy bạch quỳ theo từ đế còn lại cũng như thế cung nghênh tần quân tần quân lạnh lùng nhìn bọn hắn không có mở miệng hắn nhìn ra được mũ đế tâm có bất mãn nhất là sư ngụy giao ra nhân vương đỉnh đi sắc mặt của huyền đương cũng có chút không dễ nhìn có cảm giác mất mặt ở trước mặt tần quân. Lời vừa nói ra, mãi trừ cổ hy bạch. Sư ngụy, từ đế còn lại đều động dung, thiên đế bệ hạ chính là chúng sinh chi sư. Vì sao ham muốn nhân vương đỉnh của nhân tộc ta, sư ngụy trầm giọng hỏi, trên mặt lộ ra bất khốt. Nhân tộc tôn kính thiên đế, lục đế bọn hắn cũng giống như vậy, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến thiên đế vừa xuất hiện liền muốn tức đoạt nhân vương đỉnh của bọn họ. Lý do còn buồn cười như vậy, quả thật, thiên đế có ân với nhân tộc, nhưng nhân tộc cũng không thể làm tai sai hồi báo a à. ngươi đang nói cái gì huyền đương giận tím mặt gầm thét đám người cưa hạo dạ tôn ngộ không sắc mặt âm trầm xuống lý bạch càng gắt gao nhìn chằm chằm sư ngụy trong mắt hiện ra thanh liên kiếm quang rất có tư thế tỷ thời xuất thủ ngươi đang ép hỏi chẳng. tần quân ở trên trí tôn cửu long ý điều chỉnh một tư thế nhẹ giọng hỏi như là ngủ gật thái độ lười nhác không dám sư ngụy cúi đầu trả lời nhưng hoàn toàn không có ý tứ giao ra nhân vương đỉnh lý bạch tần quân lấy tay chống cằm lười biếng gọi nhai vậy lý bạch trực tiếp bộc phát ra kiếm ý ngập trời kinh động lục bế thành dẫn đến vô số nhân tộc tu sĩ bay lê không con tưởng rằng đại địch tiến đến ngươi rút sinh huyền đương giận không kiềm được thả ngươi nhảy xuống muốn thu thập sư ngụy lúc này một thân ảnh mạnh mẽ ngăn ở trước người sư ngụy đưa tay mà lên cùng huyền đương đối trưởng oanh song trưởng tấn công song gió mãnh liệt quét sạch bốn phương tám hướng chấn động toàn bộ đại đế cung mấy người cổ hy bạch cả kinh không khỏi lui lại chết không được không có sợ hãi nguyên lai có ngoại viện tần quân nhẹ giọng lẩm bẩm trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường thì tổ ngươi bây giờ tự như một con chó của thiên đế a sư ngụy nhìn chằm chằm huyền đương hơ hững nói con chó huyền đương càng thêm tức giận nhưng sự chú ý của hắn tập trung ở trên người vị cường giả bí ẩn trước mắt này trong mắt lộ ra vẻ kiêng rè người này bị khí vụ màu tím cuốn quanh chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy hình dáng thân thể như là thiếu niên bề ngoài chỉ khoảng một mét hai nhưng đối mặt huyền đương khí thế của hắn không thu chút nào ngươi là ai huyền đương trầm giọng hỏi sư ngụy lại có chỗ dựa chẳng lẽ sớm đã tư thông thế lực khác ta là ai không trọng yếu nhưng ngươi không xứng làm lĩnh tụ nhân tộc ngươi thần bí cười lạnh nói trong lời nói tràn đầy khinh miệt hoàn toàn không có để huyền đương vào mắt sư ngụy chậm rãi đứng dậy nhìn chăm chằm huyền đương nói kỳ tổ nhân tộc nên tự lập tự lập nếu tự lập cần tìm trợ thủ tôn ngộ không chế nhạo nói tất cả mọi người không có kinh hoàng có lý bạch ở đây kỳ sợ gì người thần bí này sư ngụy không nhìn tôn mộ không trò phùng nói hắn không phải trợ thủ thì tổ thiên đế các ngươi rời đi đi ta coi như chưa từng xảy ra việc này đám người cổ hy bạch đều kinh ngạc nhìn về phía sư ngụy cùng người thần bí hiển nhiên bọn hắn căn bản không biết người thần bí tồn tại sư ngụy ngươi đang làm gì cổ hy bạch vội vàng nói khắc khuôn mặt là vẻ phẫn nộ sư ngụy cũng dám mời cường giả ngay cả bọn họ cũng không biết được tới đối phó huyền đương cùng thiên đế hành vi như là khi sư giật tổ tứ đế còn lại sắc mặt âm trầm nhưng đều không nói gì tuy bọn hắn sợ hãi người thần bí xuất hiện nhưng càng không nguyện ý giao ra nhân vương đỉnh mất đi nhân tộc khí vận sau này con đường tu luyện của bọn hắn sẽ liên tục khó khăn huyền đương lui ra tân quân mở miệng nói triệu vân ở bên cạnh trí tôn cửu long ỉ lộ ra vẻ khinh thường liếc mắt nhìn tu vi của người thần bí một cái liền biết huyền đương nghe xong đành phải cắn răng thối lui, lúc này mới đúng. Thiên đế, bây giờ đã không phải là hỗn độn sơ khai, ngươi chỉ là đại đạo trí tôn, lật không nổi sóng gió gì, sư ngụy nhẹ nói. Biểu lộ bình tĩnh, ngữ khí đạm mạc, nghe mà huyền đương nghiến răng nghiến lợi, đinh, phát động nhiệm vụ chi nhánh sư ngụy khinh thường, nhiệm vụ tường trình, sư ngụy sinh ra tâm tình khinh thường đối với ký chủ, nếu ký chủ diệt hắn cùng trợ thủ của hắn, thu hoạch được một cơ hội đại đạo truyền thừa, một cơ hội triệu hoán thần ma, thanh âm hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên ở trong đầu tần quân để tần quân lộ ra cười lạnh khen thường thật ít có thể thấy được sư ngụy cùng người thần bị yếu bao nhiêu lý bạch giết hai người bọn hắn đi tần quân nhìn hai người sư ngụy nói nghe vậy huyền đương nhắm mắt mặc niệm xong cổ hy bạch thì thào nói tứ đế ở bên cạnh đều không có nghe được ý tứ của hắn hẩn trương quan chiến tin tức liên quan tới tiệc cưới ở hoặc ra còn không có truyền tới nơi này một là thời gian quá ngắn hai là vũ trụ này quá hỗn loạn chiến loạn liên tục tin tức ngoại giới rất khó kịp thời truyền vào vừa rồi cổ hy bạch chỉ đề cập thân phận của thiên đế nguyên lai tưởng rằng đủ chấn nhiếp bọn hắn đáng tiếc không có nhất là sau khi sư ngụy xen thấu tu vi của tần quân càng cho rằng thiên đế chỉ là cho cười mà thôi vô tri chính là tội chết của các ngươi lý bạch ở trên cao nhìn xuống miệt thị nhìn sư ngụy cùng người thần bí giống như đang nhìn người chết ngươi đánh giá cao mình đi người thần bí hừ lạnh nói rất khó chịu ánh mắt của lý bạch bởi vì loại ánh mắt này bình thường là hắn nhìn người khác quanh một tiếng lý bạch bỗng nhiên rơi đến sau lưng người thần bí ở trước mặt sư ngụy mặt đất bị ép vỡ vụn vô số đá vụn tung bay thay liên trường ca thuận đầu ngón tay nương tụ thời gian gần như đình trệ lý bạch đưa tay thay liên trường ca cấp tốc đâm xuyên thân thể thần bí người khí vụng màu tím phiêu tán con mắt của sư ngụy chậm rãi trợn to nói thì chậm, khi đó thì nhanh ở trong mắt đám người cổ hy bạch phảng phất như trong nháy mắt lý bạch liền đến sau lưng người thần bí một kiếm đâm xuyên người thần bí bỗng nhiên tiêu tán như là khói bụi không có thực thể sư ngụy vô ý thức thối lui lý bách vừa ra tay liền để hắn hiểu được mình không phải là đối thủ của lý bạch nếu cách gần trong chớp mắt lý bạch liền có thể chém chết hắn ba à, thần thông của gia hỏa này có chút quen thuộc quất ra kinh nghi một tiếng quản trọng cũng nhíu chặt lông mày lâm vào suy tư người thần bí lần nữa hiện thân đi vào đỉnh đầu của lý bạch quay người một tay chặt bổ về phía lý bạch liệt diễm màu tím trong nháy mắt quấn tay cánh tay của hắn ẩn chứa uy lực vô tận đáng tức tốc độ của lý bạch càng nhanh dễ như chờ bàn tay tránh qua công kích của hắn hồ oh, ánh mắt của lý bạch lạnh lùng một kiếm đánh xuống nhanh đến cực hạn trực tiếp trả người thần bí thành hai nửa máu tươi vẩy ra lần này người thần bí không kịp thi triển thần thông xê dịch nhưng mà thế công của lý bạch còn chưa kết thúc vô số kiếm khí từ trong cơ thể hắn bạo phát rào hai nửa thân thể của người thần bí thành thịt nát tính cả toàn bộ đại đế cung cũng vì đó vỡ nát đám người dư ngụy cổ hy bạch nhao nhau thối lui nhưng vẫn bị kiếm khí rào thương đều là thiếu tay rãy chân máu me khắp người bụi đất cuồn cuộn lấy đại đế cung làm trung tâm quét sạch về phía bốn phương tám hướng như dương mù bàng bạc che khuất bầu trời ti đó là cái gì kiếm khí thật khủng khiếp chẳng lẽ là đoạn thiên kiếm đế được kích không có khả năng đoạn thiên kiếm đế đang chiến đấu nào có ở không mà đến tập kích chúng ta lại có người dám nháo sự ở lục đến nội thành quá mạnh nếu ta tới vần, nhất định thịt nát dương ta nà. Trên không lục đế thành lơ lửng các tu sĩ hoảng sợ nghị luận, tu sĩ cách gần đó đã thấy thân ảnh đám người tần quân, nhưng không dám tới vần lý bạch phát ra uy áp đủ để cho bọn hắn nhìn mà phát khiếp, hư một đạo nguyên thần từ trong bụi đất cuồn cuộn bay ra, chính là người thần bí mà sư ngụy mời tới, giờ phút này hắn bại lộ bộ mặt thật, đây là lão già, dây cho cả xương, dáng người thấp bé, đầu đầy tóc khô, bên ngoài thân hiện lên màu tín, con mắt cực lớn, vô cùng quỷ dị, đó là minh trùng tộc quách ra nhíu mày nói lập tức bừng tỉnh đại ngộ tiếp tục nói chết không được cảm thấy thần thông của hắn nhìn quen mắt minh trùng tộc là cái gì tôn ngộ không hiếu kỳ hỏi không chỉ hắn thần ma còn lại cũng chưa từng nghe qua chủng tộc này quan trọng trả lời đó là một chủng tộc mạnh mẽ đến từ chỗ sâu của cổ thánh đế đạo từng quét sạch qua cổ thánh đế đạo huyết tẩy mấy chục đại đạo vị diện nhưng bị một thánh tôn đánh lui từ nay về sau minh trùng tộc trở thành công địch của cổ thánh đế đạo trăm tỷ năm qua cổ thánh đế đạo đã rất ít có thể nhìn thấy bóng dáng của minh trùng tộc huyết tẩy mấy chục đại đạo vị diện mọi người nghe mà tê cả ra đầu cái kia cần thực lực cỡ nào tần quân hiếu kỳ nói thành tôn là ai không có người biết tên của hắn đều gọi hắn là thành tôn vô cùng thần bí sau khi đánh lui minh trùng tộc hắn liền tiến về chỗ sâu trong cổ thánh đế đạo không còn có trở về qua quản trọng lắc đầu cùng lúc đó cư giả minh trùng tộc quay đầu nhìn về phía lý bạch lạnh giọng nói ngươi chờ đó cho ta ngươi hủy nhục thân của ta thù này không đội trời chung muốn chạy trốn lý bạch cười chào phùng nói lúc này hóa thành thanh liên trường ca xe rách bụi đất cuồn cuộn, cuộn xẹt qua trời cao dưới tình huống tất cả mọi người không kỳ phản ứng trừ triệu vân một kiếm đâm xuyên nguyên thần của cường giả minh trùng tộc kiếm khí giảo thành vô số ánh sáng hồn phi phách tán cái này sư ngụy bị dọa dạ đến toàn thân run rẩy hai tay nâng lên mặt lộ vẻ sợ hãi hắn thậm chí không thể tin được hình ảnh mình nhìn thấy vì cường giả minh trùng tộc này là bạn chí thân của hắn mạnh đến vô cực đại chúa tể cảnh hậu kỳ cho dù thương thế không có khỏi hẳn cũng không nên bị miểu xác đại đế cung lớn như vậy đã hóa thành phế tích bụi đất không ngừng bay lên như muốn xúc lên thiên không lý bạch quay người nhìn về phía sư ngụy hắc khuôn mặt là trào phúng cười lạnh hỏi bây giờ nhìn ai là chó sư ngụy dạ đến quay đầu bỏ chạy xé rách không gian biến mất không thấy gì nữa muốn chạy trốn Nàng mộng đi lý bạch đưa tay hư không kéo một phát một giây sau sư ngụy đụng nát không gian bị kéo về trong tay lý bạch vô cực đại chúa tể cùng vô cực trí cao đại đế trên lệch lớn biết bao như là một trời một vực sư ngụy căn bản không chống cự được ngươi rốt cuộc là ai sư ngụy hoảng sợ hỏi đến bây giờ hắn cũng không thể tiếp nhận cường giả minh trùng tộc chết thả lý bạch trực tiếp cắt đứt cổ của hắn để hắn không cách nào nói chuyện sau đó mang theo hắn bay về phía tần quân đám người cổ hy bạch nhìn trận mắt hốc mù nửa ngày cũng không bình tĩnh nổi tu sĩ nhân tộc ở ngoài xa càng sôi trào lên, làm sao có thể, sư ngụy đại đế lại bị bắt. Hơn nữa không hề có lực hòa thủ, người kia đến cùng là ai, không khỏi quá cường đã đi, chờ một chút, các ngươi nhìn kỹ, còn có huyền đương thủy tổ, chẳng lẽ là thủy tổ cùng các đại đế sinh ra mâu thuẫn? Không nên, thủy tổ làm sao có thể xuất thủ với các đại đế, nhìn thấy sư ngụy bị bắt, tu sĩ nhân tộc lập tức hoảng hốt, cũng may huyền đương đi theo tần quân. Bọn hắn không hề làm loạn, bệ hạ, ngài có gì muốn hỏi không? Lý Bạch dẫn theo sư ngụy, cười híp mắt hỏi. Vừa nãy hắn nghe được đám người tần quân đối thoại, biết được minh trùng tộc không đơn giản, chờ hỏi xong tình báo của minh trùng tộc, lại giết sư ngụy cũng không muộn. Tần quân gật đầu, nhìn chằm chằm sư ngụy, hỏi, ngươi có biết ra hỏa ban nãy đến từ minh trùng tộc không? Minh trùng tộc, sắc mặt của sư ngụy trong nháy mắt âm trầm. Cắn giang dùng ổ bụng phát ra tiếng nói. Minh trùng tộc lại như thế nào? Hắn đối đãi ta chân thành, như thân huynh đệ, ngươi hồ đồ huyền đương tức giận đến hỉ mũi trừng mắt vẫn không thể một trưởng vỗ chết nhiệt tử này năm đó minh trùng tộc tạo sát nhiệt bao lớn sư ngụy lại còn dám làm bạn sư ngụy mượn đầu ánh mắt ông hận trừng mắt nhìn huyền đương nói đến cùng là ai hồ đồ ngươi không phải đắc tội sở điệu thánh tổ dẫn đến bao nhiêu nam nhi của nhân tộc táng thân mà ngươi thì sao một câu cũng không nói mỗi một lần đều muốn chúng ta thay ngươi chùi đít ngươi uổng làm nhân tổ huyền đương bị mắng đến thân thể không ngừng phát run nhưng không biết phản bác như thế nào ngươi cầu kết minh chủng tộc nếu truyền ra đẩy nhân tộc vào chỗ vạn kiếp bất phục ngươi có từng nghĩ tới cái hậu quả này không tần quân cười lạnh hỏi khiến cho sắc mặt của sư ngụy tái nhợt đây cũng là nguyên nhân lớn nhất hắn một mực không có giới thiệu cường giả minh chủng tộc cho ngũ đế còn lại năm đó hắn ngẫu nhiên gặp cường giả minh chủng tộc trọng thương không đành lòng đối phương thống khổ nên cứu giúp hai người mới kết thiện duyên trong mấy chục tỷ chờ cường giả minh chủng tộc ở trong bóng tối không biết giúp hắn bao nhiêu chuyện cũng khiến cho hắn thành đứng đầu nhân tộc lục đế, quan hệ của hai người đã siêu việt hữu nghị như là thân nhân trong lòng hắn, cường giả minh trùng tộc sẽ không phản bội, là đáng giá hắn phó thác phía sau lưng, hai người từng tưởng tượng qua vô số mỹ hảo, đáng tiếc ở hôm nay phá diệt hắn đột nhiên ngẩng đầu, như ra thú đi đến đường cùng, miệng không cách nào mở ra, nhưng nguyên thần trong cơ thể vào thét nói, thiên đế, ngươi có bản lĩnh thì giết ta, nếu không đời ta sẽ không tha thứ ngươi, hắn tận lực nói to khiến cho tên thiên đế cấp tốc vang vọng toàn bộ lục đế thành gây nên vô số xôn xao thiên đế chẳng lẽ là chúng sinh chi sư trong truyền thuyết tần quân biểu lộ bất biến mỉm cười nói ngươi chiếm lấy đồ vật của trẫm trẫm vốn không muốn buông tha ngươi đã mất đi nhân vương đỉnh tu vi của lục đế sẽ không rút lui chỉ là rất khó lại tinh tiến nhưng nhân vương đỉnh vốn thuộc về tần quân để lục đế hưởng thụ mấy trăm tỷ năm cũng nên trả lại nếu luận công đức đối với nhân tộc tần quân tuyệt đối là lớn nhất nhân tộc có thể trưởng thành đến nay cũng không chỉ dựa vào lục đế nếu không có thiên đế thạch điện trợ giúp sớm đã bị diệt tộc huống chi nhân tổ huyền nương cũng thuộc về thiên đế thạch điện mấy hậu bối cũng dám lật trời giết ta nhân tộc sẽ không tín ngưỡng ngươi nữa sư ngụy bỗng nhiên thấp giọng uy hiếp nói cho dù có nhân vương đỉnh nếu như nhân tộc không phục tần quân thì có ích lợi gì ngươi nghĩ mình quá trọng yếu rồi tần quân phất tay nói nếu ngươi nói rõ ràng ngươi cùng minh trùng tộc lui tới Chấm sẽ xem xét để ngươi chết dễ chịu một chút lý bạch dơ cao sư ngụy lên kiếm khí nhập trong cơ thể sư ngụy để thần hồn của hắn cũng bắt đầu quặn đau phát ra tiếng kêu thảm thiết huyền đương thở dài một tiếng không còn đi xem sư ngụy di vãng ở trong ấn tượng của hắn sư ngụy chỉ là tính cách lãnh đạm không nghĩ tới sư ngụy là xem thường hắn cổ hy bạch cũng thở dài nhìn tứ đế ở sau lưng khuyên bảo nói bày rõ ràng địa vị của mình mới là sinh tồn chi đạo ngươi không thể quên cội nguồn trong lòng tứ đế run lên đưa trịnh trọng gật đầu trong đầu không khỏi nhớ lại lúc bọn hắn thành nhân tộc lục đế từng nhìn thiên đế thạch tượng phát ra lời thế hôm nay chúng ta thành nhân tộc đại đế thống lĩnh nhân tộc viễn thế không được quên ân đức của thiên đế không được cô phụ thiên đế chờ đợi nhất định chỉ huy nhân tộc đi vô thượng đỉnh phong lấy thịnh thế nên đón thiên đế trở về khi đó bọn hắn quỳ gối ở trước thiên đế thạch tượng nhìn thiên đế nhìn huyền nương thề chỉ là tha thời gian trôi qua bọn hắn đều đã quên đi sơ tâm ta nói ta nói sư ngụy chịu không được thống khổ vội vàng dùng ổ bụng phát ra tiếng lý bạch thu hồi kiếm khí sư ngụy bắt đầu một năm một người giảng thuật mình cùng cường giả minh trùng tộc gặp nhau tên cường giả minh trùng tộc thân tử đạo tiêu kia tên là sở minh thần một trong các cường giả lưu lại của minh trùng tộc bản thân bị trọng thương hắn phong ấn mình trải qua hơn chục tỷ năm mới bị sư ngụy phát hiện đạt được sư ngụy trợ giúp sở minh thần cảm động đến rơi nước mắt nguyện trợ giúp sư ngụy sư ngụy đạt được sở minh thần trợ giúp cũng không tiện từ chối thế là thu thập thiên tài địa bảo giúp sở minh thần dưỡng thương ngươi không có nghĩ qua vì sao hắn muốn giúp ngươi sao vành vẹn chỉ vì ân cứu mạng quất gia cười lạnh hỏi minh trùng tộc sao mà xào trá hắn cũng không tin sở minh thần thật là báo ân không có khả năng hắn căn bản không có dị tâm sư ngụy quả quyết nói tín nghiệm sở minh thần tới cực điểm đúng lúc này trên không lục đế thành bỗng nhiên xé mở một lỗ hồng màu đen ra đến mấy ước dạo lần lượt từng bóng người từ bên trong bay ra sư ngụy xem xét lập tức nhẹn họng nhìn chân chối mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng, đám người tần quân đi theo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số ải nhân cổ quái đánh tới lục đế thành, da thịt bọn hắn đều là màu tím hoặc màu đen, thấp bé gầy yếu, con mắt cực lớn, vô cùng dữ tợn, rõ ràng là sinh linh minh trùng tộc, phong tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhí. Căn bản vô số, minh chủng tộc quy mô xâm lấn, giờ khác này, sư ngụy như bị sét đánh. Hắn cũng không hóc, cây cảnh này trong nháy mắt liền hiểu mình bị Sở Minh Thần lừa gạt, thế gian nào có sự tình trùng hợp như vậy sở minh thần vừa chết tộc nhân của hắn liền quy mô xuất hiện tốc độ đánh mặt không khỏi quá nhanh đi tần quân im lặng nhìn đại quân của minh trùng tộc đánh tới sư ngụy vừa lời thề son sắt cam đan chân tướng liền đánh mặt của hắn quá thảm rồi lý bạch trường mắt nhìn sư ngụy tức giận nói ngươi nói tiếp a không có khả năng như thế nào sư ngụy tức giận đến thổ huyết bởi vì cổ bị cắt đứt máu tươi không cầm được từ trong miệng tuôn ra giống như điếu tử quỷ thân thể lung lay trong gió cơ hạo dạng mắng nói cái này phình phức lớn rồi hắn có thể cảm giác được trong đại quân minh trùng tộc có không ít khí tức mạnh mẽ thậm chí có để hắn dùng mình vô cực đại chúa tể còn không chỉ một tu sĩ nhân tộc ở lục đế thành cũng giật mình kêu lên rất nhanh liền có người nhận ra thân phận của địch nhân đó là minh trùng tộc ông trời ơi minh trùng tộc ngươi đang nói đùa đúng là minh trùng tộc cùng cổ tịch ghi lại đồ họa giống như đúc hơi thở thật khủng bố chuẩn bị tác chiến lại nó hôm nay chẳng lẽ là ngày nhân tộc ta tai ách tu sĩ nhân tộc tức giận mắng Nhanh nhao cầm ra pháp bảo của mình chuẩn bị chiến đấu là ai chém giết đại tướng minh trùng tộc ta đúng lúc này một tiếng hét phẫn nộ vang lên uy áp vô cực đại chúa tể quét sạch toàn bộ vũ trụ sắc mặt đám người cơ hạo dạ huyền đường tôi ngộ không kịch biến dù là lý bạch cũng không nhịn được nhau mắt lại vô cực đại chúa tể viên mãn lý bạch chậm rãi phun ra một câu để mọi người lâm vào điểm đóng băng đây chính là tồn tại có thể so với bắc trụ đại đạo tôn nhưng hiện tại tô đế không có ở bên cạnh bọn họ làm sao có thể đánh giết đối phương còn có vô số đại quân minh trùng tộc nhân tộc ở trước mặt bọn hắn là nhỏ yếu như vậy nhân tộc chuẩn bị chiến đấu cổ hy bạch cao giọng nói tâm thanh quanh quẩn ở trên không lục đế thành như là chiến cổ khiến cho bầu không khí khẩn trương tới cực điểm đúng lúc này đại quân minh trùng tộc bỗng nhiên dừng lại lơ lửng ở trên không lục đế thành từng cái diện mục dữ tợn cười lạnh nhìn xuống nhân tộc có thân mặc áo giáp có hất lên ra thú hiển thị rõ sát khí dã man rất nhanh cường giả vô cực trí cao đại đế cảnh của minh trùng tộc giáng lâm chừng 25 vị lại một lát sau năm cường giả vô cực đại chúa tể cảnh của minh trùng tộc giáng lâm bọn hắn như núi cao khí thế như hồng nhiễu loạn bụi đất cuồn cuộn cầm đầu là một sinh linh minh trùng tộc bên ngoài thân đen nhánh người mặc khải giáp nặng nề đầu đội vương miệng như sừng trâu không có hai mắt hốc mắt trống không ngược lại càng thêm kinh dị hắn chính là minh trùng vô cực đại chúa tể viên mãn minh trùng là một loại sinh linh thần bí lấy vạn tộc làm thức ăn rất giống huyết phệ ma thần nhưng bọn hắn có thể khống chế mình muốn ăn sẽ không mất lý trí ta chính là sở minh hoàng là ai giết đại tướng của minh trùng tộc ta minh trùng trầm giọng hỏi trực tiếp nói ra tên của mình sở minh hoàng quách ra quản trọng đều động dung sắc mặt của quản trọng nghiêm túc nói lại là hắn vì sao hắn không chết năm đó minh trùng tộc huyết tẩy của thánh đế đạo sở minh hoàng là một trong mấy người dẫn đầu chính là ác mộng của vô số chủng tộc hừ triệu vân nhẹ hừ một tiếng hoàn toàn không có để sở minh hoàng vào mắt nhưng lý bạch lại không dám xem thường bởi vì hắn cảm giác sở minh hoàng còn mạnh hơn bác trụ đại đạo tôn lô sát khí này mạnh đến đáng sợ ngoại cộng lồng à tôn ngộ không khó chịu ồn ào nói khiến cho ánh mắt của sở minh hoàng rơi ở trên người hắn Sợ đến hắn long khỉ dựng đứng hiện tại ngươi còn có lời gì muốn nói tần quân không nhìn đại quân minh trùng tộc nhìn sư ngụy hỏi hắn muốn để sư ngụy chết rõ ràng tâm tình của sư ngụy vào giờ khác này có thể nói ngũ vị tạp trần có xấu hổ có không cam lòng, có phẫn nộ, cũng có khó có thể tin hắn không thể tiếp nhận chân tướng mình bị Sở Minh Thần phản bội, càng không cách nào đối mặt Huyền đương, Tần Quân cùng cả nhân tộc, nếu không có gặp được Tần Quân, hắn tiếp tục tín nhiệm Sở Minh Thần, hắn không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Nhân tộc sẽ được cái kết quả gì? Ta thạnh với nhân tộc, nguyên thần của sư ngụy gào thét, nói xong, hắn liền tự bạo nguyên thần, dọa đến Lý Bạch tranh thủ ném hắn về phía đại quân minh chủng tộc, oanh một phu cực trí cao đại đế tự bạo sao mà khủng bố không gian phá toái. Vô số minh trùng bị tạc hủy, vô cùng kinh khủng, Sở Minh Hoàng phất tay, nổ tung cấp tốc áp xúc, hóa thành một điểm tinh quang, phai mờ ở trong không trung, phất tay, liền dập tắt vô cực trí cao đại đế tự bạo, để cho người ta sợ hãi, dưới tình huống bình thường, sư ngụy tự bạo có thể nổ nát hơn phân nửa vũ trụ, dù sao nơi này cũng không phải vũ trụ phổ thông, không gian cực kỳ ổn định đinh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh sư ngụy khinh thường, thu hoạch được một cơ hội đại đạo truyền thừa, một cơ hội triệu hoán thần ma, thanh âm hệ thống nhắc nhở đi theo vang lên ở trong đầu tần quân hoàn thành nhiệm vụ này vụ nhanh chóng có thể thấy được đối với tần quân mà nói có bao nhiêu nhẹ nhõm trách không được khen thưởng ít như vậy hẳn là ngươi a sở minh hoàng nhìn chằm chằm lý bạch lạnh giọng hỏi sắc khí vô biên áp bách về phía lý bạch phảng phất như trời sập xuống tách tới thân hình lý bạch khẽ run lên sở minh hoàng trung quy là vô cực đại chúa tể viên mãn tồn tại tiếp cận đại đạo nhất nhìn như chỉ có một tầng nhỏ trên lệch nhưng thực tế trên lệch cực lớn nếu không phải lý bạch tinh thông kiếm chi đại đạo có khả năng căn bản gánh không được sát khí của đối phương muốn tìm ta báo thủ đến a tay trái của lý bạch vung ra thanh liên trường ca một bộ cùng vọng chiêu khích sở minh hoàng lời vừa nói ra sát khí của sở minh hoàng càng sâu đại chiến tùy thời sẽ triển khai ra hỏa này điên rồi sao ta xem là vậy thật sự coi mình vô địch minh hoàng để cho chúng ta giết hắn đi không cần minh hoàng xuất thủ chúng ta liền có thể chém giết hắn bốn vị vô cực đại chúa tể ở bên cạnh sở minh hoàng nhao nhao lên tiếng chào phúng muốn biểu hiện ở trước mặt sở minh hoàng đinh phát động nhiệm vụ chính tuyến minh trùng tộc âm mưu bắt đầu nhiệm vụ tường trình ký chủ phát hiện tung tích của minh trùng tộc nếu tiêu diệt đại quân minh trùng tộc thu hoạch được một cơ hội đại đạo truyền thừa một lần cực hạn giác tỉnh một cơ hội triệu hoán thần ma ba lần thần ma phó bản năm cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên thanh âm hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên nghe mà tần quân hơi nhớ mày minh trùng tộc âm mưu bắt đầu Xen ra âm mưu của minh trùng tộc rất lớn nha Đây là tiết tấu còn có nhiệm vụ đến tiếp sau Tử Long Lúc này Tần Quân bỗng nhiên mở miệng nói Lời vừa nói ra Tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang Triệu Vân Bao quát lý bạch Bây giờ Triệu Vân Bọn hắn đều nhì không thấu Làm trong lòng bọn họ một mực ngạc nhiên Triệu Vân rốt cuộc mạnh cỡ nào Nhưng mỗi lần hỏi thăm Triệu Vân Hắn đều cười lắc đầu Không có trả lời Có mặt tướng Triệu Vân cười ôm quyền nói Một mặt nhẹ như mây gió xem ngàn vạn đại quân minh trùng tộc như không diệt đám côn trùng này cho trẫm một người sống cũng cũng không thể lưu tần quân nhìn sở minh hoàng nhẹ giọng phân phó nói cho dù cách nhau xa xôi đám người sở minh hoàng cũng có thể nghe được vô cực trí cao đại đế của minh trùng tộc đều cười rộ lên cho rằng tần quân là kẻ ngu sở minh hoàng thì rất gao nhìn chằm chằm triệu vân đáng tức hắn không có tròng mắt để cho người ta không cách nào phỏng đoán thần xác của hắn tân lệnh triệu vân gật đầu nói nói xong cũng ngẩng đầu nhìn về phía đại quân minh trùng tộc môn mảnh đen kịt bao trùm thiên không cho các tu sĩ ở nội thành áp lực vô tận ngươi là ai sở minh hoàng nhìn chằm chằm triệu vân hỏi tuy nhìn không thấu tu vi của triệu vân nhưng có thể cảm giác được triệu vân rất mạnh triệu vân không có trả lời hắn mà ánh mắt liếc nhìn toàn bộ đại quân minh trùng tộc phảng phất như kiểm kê nhân số minh hoàng nhanh hạ lệnh đi để đại quân diệt bọn hắn lại thay thế nhân tộc một tên vô cực đại chúa tể nhị không được nhìn sở minh hoàng nói thay thế nhân tộc là một trong các kế hoạch của minh trùng tộc bọn hắn trăm tỷ năm trước nhân tộc ở mỗi đại đạo vị diện đều không có địa vị như bây giờ sau khi minh trùng tộc bị thánh tôn đánh lui một mực kế hoạch móc đầu trở lại thế là để mắt tới nhân tộc đúng rồi minh hoàng còn chờ cái gì những con kiến hôi này quá phách lối chúng ta đến báo thủ cho sở minh thần tướng quân nếu như nhân tộc đã phát hiện sở minh thần đại tướng quân chúng ta không cần thiết đợi thêm đợi trước hết để cho thủy chi đại quân xé loài bỏ sát phía dưới đã các vô cực trí cao đại đế của minh trùng tộc bắt đầu kêu gào chỉ cần sở minh hoàng ra lệnh một tiếng bọn hắn sẽ chen trúc xuống diệt đi đám người tần quân thủy chi đại quân giống như hiệp sĩ bàn phím a tần quân bĩu môi kinh thường hiệp sĩ bàn phím đó là cái gì cơ càn khôn nghi hoặc hỏi ta biết bệ hạ nói qua là kẻ yếu chỉ biết chửi bới miệt thị người khác tôn ngộ không mở miệng cười nói đồng thời tâm lý vô cùng hiếu kỳ thực lực của triệu vân thực lực trình thể của thủy chi đại quân của minh trùng tộc vẫn là rất mạnh nhưng ở trong mắt tần quân như hiệp sĩ bản phím khó có thể tưởng tượng nhãn giới của tần quân đã đạt tới độ cao như thế nào tự tin của hắn chính phần mười đến từ triệu vân hiệp sĩ bản phím có ý tứ cơ càn khôn nghe được thú vị không khỏi nở nụ cười cùng lúc đó triệu vân chậm rãi bay lên hắn cũng không vội xuất thủ dù sao thủy chi đại quân của minh trùng tộc ở trong mắt hắn căn bản không đáng giá được nhắc tới ngươi rất mạnh sao không đầu nhập vào ta ta chính là lãnh tụ thủy chi đại quân của minh trùng tộc nếu như ngươi nương tự ta ta tuyệt không để ngươi hối hận sở minh hoàng nhìn triệu vân ném ra cảnh ối bởi vì nhì không thấu triệu vân khiến cho hắn không dám mạo hiểm khai chiến triệu vân nghe xong cười lại trong mắt lộ ra vẻ khinh thường đi chết đi các hiệp sĩ bàn phím triệu vân quát một tiếng nghe mà tần quân kém chút phun nước miếng tiểu tử này vậy mà nghe được hắn nói chuyện cõi âm rơi xuống hai tay triệu vân nâng lên ngân quang tái hiện chiếu sáng cả lục đế thành uy áp không có gì sánh kỳ bỗng nhiên bạo phát để tất cả sinh linh minh trùng tộc kể cả sở minh hoàng ở bên trong không thể động đậy đây là lực lượng gì sở minh hoàng hoảng sợ nói hắn chưa bao giờ vạc phải tình hình như thế thân là vô cực đại chúa tể viên mãn hắn đã thật lâu không có cảm nhận được tình cảnh thân bất do kỳ ngay sau đó hai tay chấu vân bỗng nhiên giao nhau vung vẩy vù vù xé gió oanh 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 kỳ chi đại quân của minh trùng tộc trong nháy mắt nổ tung liên tiếp từ hai bên bắt đầu hướng trung gian tập trung tựa như pháo hoa để tất cả tu sĩ ở trong lục đế thành trận mắt hốc mồm mạnh như sở minh hoàng cũng ở trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi uy áp vô thượng chấn động đến lục đế thành lai động kịch liệt như đại địa chấn diệt thế nhưng không có người nào sợ hãi tất cả đều ngước cổ nhìn thủy chi đại quân của minh trùng tộc bị tiêu diệt đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến minh trùng tộc âm mưu bắt đầu thu hoạch được một cơ hội đại đạo truyền thừa một lần cực hạn giác tỉnh một cơ hội triệu hoán thần ma ba lần thần ma phó bản năm cơ hội rút thử ngẫu nhiên thanh âm hệ thống nhắc nhở đi theo vang lên tần quân ngồi ở trên trí tôn cửu long y tóc dài phất phới cường quang ở trên mặt hắn lập loè, ngương mặt tuấn lãng được chiếu sáng như là thần minh một chương diệt đi năm vô cực đại chúa tể hơn 20 vô cực trí cao đại đế còn có ngàn vạn sinh linh minh trùng tộc hồng mông dung đạo cảnh oai khủng bố tuyệt luân lý bạch cơ hạo dạ huyền đương Tương ngộ không cơ càng khôn quách va quản trọng đế tuấn đông hoàng thái nhất đế giang chú Cửu Âm không khỏi há to mồm, thân thể phát run. Nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần, nhất là Lý Bạch, hắn tự tin vô cùng. Đối mặt Sở Minh Hoàng cũng cảm thấy kiên kỵ, nhưng không nghĩ tới Triệu Vân vừa ra tay. Thủy chi đại quân của Minh trùng tộc trong nháy mắt tan tành mây khói. Loại rung động này để linh hồn của hắn run rẩy đám người cổ hy bạch càng hóa đá, tê liệt ngã xuống ở trong phế tích, đổ lộ cực kỳ khoa trương, trong mắt muốn trừng ra ngoài phương xa, Đa Thiên kiếm đế đang ở trung tâm chiến trường, bỗng nhiên dừng lại, kiếm khí hộ thể, để địch nhân ở chung quanh không cách nào nhích lại lần mình cỗ khí tức này là đại đạo đại đạo thật bé nhọn biểu lộ của đọa thiên kiếm đế ngương trọng hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước đó không lâu cảm nhận được đại đạo mới chẳng lẽ đúng là đại đạo này khí tức của đại đạo thật sự là quá mạnh cho dù hắn cảm thấy hứng thú cũng không dám tùy tiện tới gần đó chính là lãnh địa của huyền đương nhân tộc thật đáng thương đọa thiên kiếm đế lắc đầu chợt thu hồi lực chú ý tiếp tục chiến đấu địch nhân thật sự là quá nhiều phảng phất như liên tục không ngừng giết cũng giết không hết lục đế thành hoàn toàn tĩnh mịch vô số tu sĩ lơ lửng giữa không trung du rẩy không một người nói chuyện trên bầu trời mây mù nổ tung còn chưa tan đi không có huyết nhục rơi xuống tất cả minh trùng tộc tan tành mây khói ngay cả một tế bào cũng không có để lại triệu vân thu tay bay trở về trước người tần quân ung quyền cười nói bệ hạ các hiệp sĩ bàn phím chết hết tần quân bị chọc cười triệu vân ngày bình thường xem như nghiêm túc rất ít nói đùa giống như vậy xem ra sau khi thành đạo tính cách của triệu vân cũng phát sinh cải biến huyền đương còn không an bài chẫm ở lại tần quân nhìn huyền đương vẫn ở vào trong rung động phân phó nói tiếp xuống một đoạn thời gian hắn sẽ dung hợp nhân vương đỉnh trợ giúp tu vi của mình bay lên thoại âm rơi xuống huyền đương giật mình tỉnh lại lúc này phất tay tái tạo đại đế cung rất nhanh phế tích đoàn tụ thành đại đế cung đối với vô cực đại chúa tể mà nói đây chỉ là thủ đoạn nhỏ đợi đám người tần quân vào cung lục đế thành xôi chào. Ta nằm mộng sao, vừa rồi phát sinh hết thảy là thật sao? Người kia là ai? Thật là khủng khiếp, khí tức của Đại quân Minh chủng tộc lợi hại như thế nào, lại bị người phất tay diệt đi. Chẳng phải nói người kia có được lực lượng tiêu diệt nhân tộc, như gì thế? Loài người này quyết không thể cùng nhân tộc là địch, các tu sĩ hưng phấn châu đầu ghé tai, nhiều ký thân ảnh khuôn mặt của Triệu Vân vào đầu, nếu không có bọn người Triệu Vân, sợ rằng Đại quân Minh chủng tộc sẽ ra tay với nhân tộc bọn hắn. Một trận nguy cơ diệt tộc cứ như vậy đi qua, gió êm sóng lặng, sư ngụy đại đế chết cũng dần dần bị người quên lãng có huyền đương chỉ huy đám người tần quân các tu sĩ đương nhiên sẽ không xem đám người tần quân là địch nhân trong lúc nhất thời các tu sĩ bắt đầu thi triển pháp thuật miêu tả ra hình ảnh triệu vân diệt thủy chi đại quân của minh trùng tộc chuyên gia lục bế thành tiến vào đại đế cung tần quân đi ở trước nhất bệ hạ mấy người bọn hắn xử lý như thế nào quét ra nhìn tần quân hỏi chỉ tự nhiên là tứ đế khác giao ra nhân vương đỉnh là được không cần khó xử vẫn như cũ là nhân tộc đại đế tần quân cũng không quay đầu lại nói nghe mà đám người cổ hy bạch ngạc nhiên nởng đầu quét qua tinh thần suy sụp huyền đương mau theo ngũ đế đi lấy nhân vương đỉnh trong quá trình chờ đợi tần quân cũng không có nhàn rỗi trong lòng phân phò nói bắt đầu đại đạo truyền thừa sử dụng hai cơ hội thủy chi đại quân của minh trùng tộc tập, tập kích hoàn toàn là đưa khanh thưởng, để tâm tình của hắn có phần thoải mái mặt khác cơ hội cực hạn giác tỉnh của hắn cũng đạt tới bốn lần nhưng bởi vì triệu vân đủ để quét lang hết thảy cho nên hắn cũng không vội sử dụng. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên rút ra đại đạo truyền thừa. Tốt nhất là thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo, vừa vặn để đế giang cùng chúc cửu âm truyền thừa, liệt diễm đại đạo thích hợp đế tuấn. Đông hoàng thái nhất đã bị tần quân sử dụng, cũng không biết phải chăng còn có đại đạo hỏa thuộc tính còn lại. Đinh, chúc mừng ký chủ rút ra được hào vận đại đạo. Đinh, chúc mừng ký chủ rút ra được thiết cát đại đạo. Liên tục hai thanh âm hệ thống nhắc nhiều vang lên, khiến cho tần quân sừng sốt. Hào vận đại đạo, còn có loại đại đạo này không phải là đại đạo tăng trưởng khí vận chứ thiết cát đại đạo lại là cái gì nghe thật tục a à. trong lòng tần quân âm trầm đậu đen rau muống hy vọng hệ thống có thể cho hắn một lời giải thích hào vận đại đạo tên như ý nghĩa có thể để ngươi thừa kế vận khí tốt đến cực hạn đi đến chỗ nào cũng có thể nhặt được bảo ngươi đối nghi thắn sẽ lọt vào vận rủi mà thiết cát đại đạo thì tương tự không gian đại đạo có thể tiến hành không ra thiết cát thậm chí cắt chém thần thông hệ thống cấp tốc trả lời để tần quân lý giải hào vận đại đạo rõ ràng là vì chấm mà sinh la về phần thiết cát đại đạo có thể thử cho đế giang có không gian thần thông ngay thời điểm tấn quân suy tư đám người cổ hy bạch mang mảnh vỡ nhân vương đỉnh tới nhân vương đỉnh màu vàng xanh nhạt bên trên khắc thân ảnh tiền bối của nhân tộc còn có đồ họa tần quân vì chúng sinh giảng đạo có bốn cái chân giờ phút này bốn chân tách rời đỉnh thầy cũng phân vỡ thành hai mảnh tất cả đều rơi vào trong tay cổ hy bạch nhìn có chút bỏ đi thiên đế bệ hạ đây chính là nhân vương đỉnh hiện tại giao cho ngài cổ hy bạch cung kính nói nếu không có tần quân nhân tộc có khả năng bởi vì sư ngụy đại đế mà bị minh trùng tộc thôn phệ lẫm lại cũng đáng sợ tứ đế còn lại đều lưu luyến không rời nhìn mảnh vỡ nhân vương đỉnh trong tay hắn ồ tần quân nhẹ nhàng ngợt đầu tay phải khẽ vẫy mảnh vỡ nhân vương đỉnh liền bay tới trước mặt hắn triệu vân mở miệng nói chúng ta xin được cáo lui trước hắn mới mở miệng đám người cơ hạo dạ huyền đương cũng không tiện lưu lại nhao nhao hành lễ thối lui trong đại điện rất nhanh cũng chỉ còn lại có tần quân tần quân bắt đầu dùng pháp lực ngưng tụ nhân vương đỉnh tụ tập huyền đương nhân tộc khí vận nếu rót vào trong cơ thể hắn tu vi của hắn thế tất tăng vọt đại khái qua thời gian một chén trà tần quân mới ngưng tụ nhân vương đỉnh thành hình thái hoàn chỉnh lạc ấn của lục đế trong nhân vương đỉnh đã bị huyền đương xóa đi tương đương với vật vô chủ trước truyền thừa hào vận đại đạo trong lòng tần quân phân phó nói thu nhân vương đỉnh vào trong thần thoại không gian kế thừa hào vận đại đạo hắn để nhân vương đỉnh nhận chủ nói không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn. Đinh bắt đầu truyền thừa hào vận đại đạo, thanh âm hệ thống nhắc nhở đi theo vang lên, tăng thêm hào vận đại đạo. Tần quân liền người mang ba đại đạo liệt diễm. Thời gian hào vận, hắn đang đi một con đường vô địch trước nay chưa có. Tông âm toàn bộ đại đế cung run rẩy kịch liệt. Triệu vân cùng Lý Bạch canh giữ ở trước cổng chính cung điện. Về phần những người khác thì bị ngũ đế an bài, tạm thời lưu ở lục đế thành khí tức của đại đạo. Triệu vân lồng bẩm, nghe mà Lý Bạch động dung. Lý Bạch nhị không được hỏi ngươi đã thành đạo triệu vân mỉm cười không trả lời nhưng nụ cười của hắn đã để lý bạch có đáp án bệ hạ quả nhiên là thần thông quảng đại đi theo hắn chúng ta đều không cần tu luyện lý bạch lắc đầu cười nói trong lời nói tràn đầy kính nể cùng cảm kích với tân quân đúng vậy bây giờ mặc dù tu vi của bệ hạ chỉ là đại đạo trí tôn nhưng có thể đùa bỡn đại đạo ở trong lòng bàn tay nói ra đoán chừng không ai tin triệu vân cảm khái vạn phần lý bạch nghe mà không ngừng gật đầu đồng thời triệu vân cũng hiếu kỳ hiện tại tần quân bày ra đại đạo đến cùng là đại đạo phương nào làm sao cảm giác khí tức có chút quái dị tin tức sư ngụy đại đế cầu kết minh trùng tộc cấp tốc truyền khắp vũ trụ hỗn loạn đồng thời tin tức liên quan tới thiên đế hàng lâm cũng như bom tấn chấn động toàn bộ vũ trụ sư ngụy đại đế thật can đảm a à? ngay cả minh trùng tộc cũng dám cấu kết thủ hạ của thiên đế lợi hại như vậy phất tay diệt đi đại quân minh trùng tộc thiên đế chẳng lẽ là người mạnh nhất mà cực đế tô đế tôn dùng vùng vũ trụ này càng hỗn loạn à? a đà thiên kiếm đế tới thiên đế cũng tới mưa gió nổi lên a trong hỗn loạn vũ trụ các tộc đều đang kinh ngạc nghị luận theo thời gian trôi qua chiến đấu ở tiệc cưới hóa ra cũng truyền vào hỗn loạn vũ trụ khiến cho tên tuổi của thiên đế tăng vọt nhất thời danh tiếng vô lượng trên một người sao băng đã thiên kiếm đế ngồi xếp bằng chậm rãi mở mắt ra lẩm bẩm thiên đế coi ý tứ chẳng lẽ khí tức đại đạo kia chính là thiên đế tu vi hắn cao thâm thần thức quét qua liền có thể thu nhập hơn phân nửa âm thanh của hỗn loạn vũ trụ vào trong đầu ngồi ở chỗ này liền có thể thu thập tình báo đối với thiên đế hắn hiểu rõ không ít thậm chí từng ngưỡng mộ qua cho nên trong lòng chỉ có cảm thán không có ác nghiệm nghĩ sao hắn nhắm mắt lại tiếp tục minh tưởng tu luyện đinh chúc mừng ký chủ đột phá tới đại đạo đế tôn cảnh nhất trọng thiên đại đế cung lay động kịch liệt nương theo thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên ở trong đầu tần quân tu vi của hắn đột nhiên tăng vọt từ đại đạo trí tôn cảnh thập tam trọng thiên bay vọt trí đại đế tôn cảnh nhất trọng thiên từ khi hắn truyền thừa hào vận đại đạo đã qua bảy ngày khiến cho rất nhiều cường giả trong lục bế thành nghị luận ầm ĩ nhất là sinh linh đạt tới đại đạo đế tôn cảnh không ai không đang kinh ngạc thắn lôi vân cuồn cuộn chiếm cứ mà đến đại đạo chi kiếp dáng long uy thế tương đương với cường giả đại đạo đế tôn cảnh thập trọng thiên độ kiếp đại đạo oai khủng bố để bầu không khí trong lục đế thành vô cùng kiềm chế hư một bóng người từ sâu trong vũ trụ bay tới phát hiện lôi vân trên lục đế thành hắn vội vàng dừng lại ta à, có người độ kiếp cỗ khí tức này cường quang tiêu tán kẻ nói chuyện là một tên nam tử ngươi mặc áo xám cũ nát khuôn mặt xấu xí bẩn thỉu trên mặt thậm chí còn có vết máu buồn nôn đến cực điểm là con dù kia độ kiếp nam tử lôi thôi lồng bẩm một câu vừa dứt lời trên lục đế thành có huyền lôi đánh xuống mắt thấy liền muốn rơi vào trên đại đế cung bỗng nhiên thay đổi nhanh như điện chớp đánh tới nam tử lôi thôi tổng âm nam tử lôi thôi giật mình kêu lên vội vàng này tránh cùng huyền lôi gặp thoáng qua đây là cái tình huống gì đại đạo choáng váng nam tử lôi thôi giận mắng ngay sau đó lại có mấy đạo huyền lôi đánh xuống còn chưa bổ tới đại đế cung liền quay đầu đánh tới hắn một màn này vô cùng quỷ dị khiến cho rất nhiều tu sĩ trong lục đế thành nhao nhao dùng thần thức quét tới khi thấy huyền lôi bổ nam từ lôi thôi các tu sĩ đều là sắc mặt quái dị có chút im lặng người này có được thể chất hấp dẫn lôi kiếp oanh oanh manh một đạo huyền lôi đánh xuống mang theo băng thế oai bổ về phía đại đế cung lúc sắp bổ chúng đại đế cung các huyền lôi lại chuyển hướng bổ về phía nam tử Lôi thôi hình ảnh rất quỷ dị khiến cho triệu vân cùng lý bạch ở trước cổng chính cũng giờ khóc giờ cười bệ hạ còn có thể điều khiển lôi kiếp lý bạch hiếu kỳ hỏi đồng thời tâm lý mặc niệm vì nam tử Lôi thôi kia triệu vân lắc đầu bật cười nói khả năng của bệ hạ há là chúng ta có thể đoán cùng lúc đó nam tử lôi thôi né tránh khắp nơi tránh né huyền lôi trong lòng vô cùng bi phẫn tàng ngạo hoàng ta chưa từng chịu đựng nhục nhã như vậy nam tử lôi thôi nắm chặt song quyền tức giận mắng trong lòng ngực lửa giận cơ hồ muốn thủng ngực mà ra nghĩ xong hắn đột nhiên bộc phát ra khí thế của mình vô cực trì cao đại đế viên mãn tay trái trống rỗng xuất hiện một thanh trường kiếm kim sắc nổi giận chém lôi vân ở trên lục đế thành lôi kiếp của đại đạo đế tôn hắn cũng không sợ kiếm khí màu vàng ống hóa thành vô số mãnh hổ ở trong tinh không lao nhanh tiếng ngầm gửi để tu sĩ trong lục đế thành đinh tai nhức óc rất nhanh liền đụng vào lôi vân càng va nát lôi kiếp lục đế thành bỗng nhiên bị một màn sáng bao trùm khiến cho lục bế thành không nhận uy áp tàn phá song gió ở mặt ngoài màn sáng nhấp nhô như hàng màn hàng vạn cự long rán ở trên màn sáng dãy dụ vạn vẹo đinh chúc mừng ký chủ đột phá tới đại đạo đế tôn cảnh nhị trọng thiên đại đế cung thanh âm hệ thống nhắc nhở lần nữa vang vọng ở trong đầu tần quân giờ phút này hắn ngồi xếp bằng trên trí tôn cửu long ỉ hóa thành thiên đế thần thể cực đạo viêm hỏa cuốn quan thân liên diễm đại đạo cùng thời gian đại đạo xen lẫn mọi giới đi qua bảy ngày kỳ thực hắn ở trong cung đã vượt qua bảy mươi ngày bây giờ hệ thống càng ngày càng mạnh truyền thừa hảo vận đại đạo với tu vi của tần quân tăng phúc cũng viễn siêu lúc trước để hắn hận không thể thét dài một tiếng loại cảm giác này giống như thần tiên lại qua một hồi đinh chúc mừng ký chủ đột phá tới đại đạo đế tôn cảnh tam trọng thiên nương theo thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên tu vi của tần quân tăng lên cũng bắt đầu chậm lại hảo vận đại đạo truyền thừa thành công từ nơi sâu xa tần quân cảm giác khí vận của mình tựa hồ tăng vọt tâm tình rất mỹ diệu luôn cảm giác có chuyện tốt sắp phát sinh chẳng lẽ đây chính là hào vận đại đạo tần quân đắc ý nghĩ đợi đại đạo truyền thừa triệt để kết thúc mới lấy ra nhân vương đỉnh dù sao bên ngoài có nhiều thủ hạ như vậy hắn dự định nhất cổ tác khí dung hợp nhân vương đỉnh trừ không nhân tộc khí vận tay nhất nhân vương đỉnh tần quân bắt đầu rất pháp lực vào trong nó một bên khác lôi kiếp rốt cục tán đi tăng ngạo hoàng tức giận nhìn đại đế cung nhưng hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì hắn đã biết được nhân tộc có thiên đế tọa chấn chẳng lẽ là thiên đế cố ý làm khó dễ ta Tàng ngạo hoàng bỗng nhiên sợ hãi, chẳng lẽ vừa rồi người độ kiếp cùng thiên đế có quan hệ? Trong truyền thuyết thiên đế không khỏi quá keo kiệt đi. Tàng ngạo hoàng lập tức tức giận bất bình, trong lòng trừ rủa tần quân. Phốc Tàng ngạo hoàng bỗng nhiên bị một đạo đao khí chặt đứt, máu tươi vẩy trong tinh không. Nửa người trên của hắn cứng ngắc, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được, vô ý thức nhìn lại, chỉ thấy từng chiếc từng chiếc linh chu to lớn lại tới, phía trước nhất trên một chiếc cổ đồng linh chu đứng một nam tử ăn mặc hoa lệ, mặt như nữ tướng, dáng người thẳng tắp áo dài ngân lam sắc hơi phiêu động trên đầu mọc ra hai cái sừng dài như là cỏ lau lại tự mình vận vẹn phảng phất như vật sống tuy thân hình giống như người nhưng coi diện mạo rõ ràng không phải người khí tức cũng cao thâm mà chắc tùy ý một kích liền có thể chém ngang lưng tàng ngạo hoàng nên biết tàng ngạo hoàng là vô cực trí cao đại đế viên mãn nói rõ nam tử sừng dài kia đã đạt tới vô cực đại chúa tể cảnh khiêu lương tiểu sử cũng dám chặn đường nam tử hừ lạnh nói hoàn toàn không có để tàng ngạo hoàng và bắt tàng ngạo hoàng xem xét mặt mũi của đối phương kém chút dạ đến hồn phi phách tán kêu sợ hãi nói thiên thống đại đế như thế nào là hắn coi chưa dứt lời hắn liền biến mất ở chỗ cũ liều mạng chạy trốn sợ bị thiên thống đại đế chém giết cùng lúc đó các tu sĩ ở trong lục đế thành cũng chú ý tới thiên thống đại đế đến đó là thiên thống đại đế hắn mang nhiều thủ hạ như vậy đến là muốn tập kích nhân tộc chúng ta sao thiên thống đại đế cũng tới như vậy thiên nguyên đại đế đông thiên nguyên thiên thống như hình với bóng mọi người cẩn thận thiên thống đại đế là vô cực đại chúa tể cũng may có thiên đế nếu không chúng ta tất vong biết thiên đế ở đây thiên thống đại đế còn dám tới chịu chết các tu sĩ không chỉ không hoảng hốt ngược lại chưa tức trào phúng nếu như là trước kia thiên thống đại đế đối với bọn hắn mà nói là tồn tại cao cao tại thượng huyền đương nhân tộc ngoại trừ huyền đương kỳ không có vô cực đại chúa tể nhưng bây giờ thiên đế tọa trấn đại đế cung các tu sĩ căn bản không sợ thiên thống đại đế cổ hy bạch từ trong phủ đệ bay ra đến trước lục đế thành cao giọng hỏi thiên thống đại đế ngươi tới là có ý gì từ đây khác cũng bay tới bên cạnh hắn rằng co với thiên thống đại đế đứng ở trên đầu truyền thiên thống đại đế lộ ra nụ cười để cho người ta khó mà phỏng đoán nói nghe nói huyền đương nhân tộc các ngươi nghênh đón một đại nhân vật ta cố ý tới bái phòng bái phòng bái phòng cần mang đại quân trong lòng cổ hy bạch trào phúng so với thủy chi đại quân của minh trùng tộc quân đội của thiên thống đại đế quá yếu ngay cả hắn cũng có chút xem thường cút đi thanh âm của cơ hạo dạ bỗng nhiên từ trong lục đế thành truyền ra vô cùng bá khí nghe vậy thiên thống đại đế không chút tức giận cười hỏi là sơ đại cực viêm ma thần lời vừa nói ra lục đế thành cùng phi đảo ở chung quanh lập tức vỡ tổ sơ đại cực viêm ma thần cũng ở trong thành chẳng lẽ là đi theo thiên đế bọn hắn chỉ biết thiên đế hàng lâm lại chưa từng thấy qua cơ hạo dạ cho nên không biết bên cạnh tần quân có cơ hạo dạ biết liền tốt đừng tìm chết cơ hạo dạ hử nói không cho thiên thống đại đế mặt mũi chút nào thiên thống đại đế lắc đầu bật cười trong truyền thuyết sơ đại cực viêm ma thần quả nhiên tính khí hỏa bạo xem ra tính xấu của cực viêm ma thần tộc truyền lại từ ngươi oanh cơ hạo dạ đột nhiên bộc phát ra khí thế của mình uy trấn vũ trụ thiên thống đại đế hít mắt nói ta thật không phải đến tìm phiền toái ta muốn tìm nơi nương tựa thiên đế bệ hạ đám người cổ hy bạch kinh ngạc vô số tu sĩ cũng nghe đến sừng sốt đầu nhập vào thiên đế bệ hạ đường đường thiên thống đại đế cần tìm nơi nương tựa thiên thống đại đế nói tiếp đại quân đằng sau ta chính là lễ vật mấy chục chiếc linh chu mỗi một chiếc dài tới trăm vạn dạo xi linh bên trong khí tức cường đại toàn bộ chung vào một chỗ số lượng binh lính vượt quá trăm triệu tu vi kém cỏi nhất cũng đạt tới hiển thánh cảnh vượt qua ngàn vạn thánh nhân đây tuyệt đối là thế lực không cách nào tưởng tượng cường mại vũ trụ đủ để quét ngang toàn bộ huyền đương nhân tộc vốn cho rằng thiên thống đại đế là muốn tập kích lục đế thành không nghĩ tới là tìm thiên đế bệ hạ nương tựa ngũ đế tim đập nhanh hơn nhưng tâm lý càng nhiều hơn chính là đề phòng thật cơ hạo dạ trần chờ nói nếu như thiên thống đại đế thật mang quân đầu nhập vào tần quân, đây tuyệt đối là một trợ lực. lúc này, lý bạch bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt thiên thống đại đế, thiên thống đại đế cả kinh lui lại ba bước, thật nhanh, thiên thống đại đế âm thầm kinh hãi, mặt ngoài lại cố giả bộ chấn định. ngươi là tìm tới thần phục bệ hạ? lý bạch tay trái ngưng tụ ra thanh lên trường ca, kiếm chỉ thiên thống đại đế, lạnh giọng hỏi. hai vô cực đại chúa tể đứng chung một chỗ, không gian đều đang vận gạo, linh chu ở dưới chân rung động kịch liệt phảng phất như lúc nào cũng có thể sẽ phá thành mảnh nhỏ các sinh linh ở trên linh chu đều khẩn trương nhìn bọn hắn sợ lý bạch xuất thủ đối mặt thanh liên trường ca thiên thống đại đế cảm giác cái cổ rét lạnh sát khí để linh hồn của hắn nhói nhói người này tịch không thể cùng là địch thiên thống đại đế âm thầm nghĩ trên mặt lại lộ ra mỉm cười không hoảng không loạn nói tự nhiên nói đến ta cùng thiên đế bệ hạ vốn là có duyên ta có thể sinh ra linh trí toàn bộ nhiều thiên đế bệ hạ giảng đạo lý bạch nghe xong nhíu mày bọn hắn từng nghe cơ hạo dạ huyền đương nói qua trước đây thật lâu hỗn độn sơ khai vũ trụ chưa phân hóa thiên đế giảng đạo vì chúng sinh dẫn dắt tu luyện thậm chí trợ giúp rất nhiều cường giả hiện nay khai trí chẳng lẽ thiên thống đại đế cũng là một cái trong số đó năm đó ta ở trong chúng sinh không đáng chú ý nhìn qua thiên đế bệ hạ thu nguyên sơ đại đế ly võ ma tôn viêm tiên đế quân làm đồ đệ hình ảnh kia đến nay còn rõ một một trước mắt thiên thống đại đế cảm thán nói sau khi hỗn độn phá diệt hắn cùng thiên nguyên đại đế mới rời khỏi thiên đế vị diện tiến về đại đạo vị diện còn lại tìm kiếm cơ duyên không chỉ hắn lúc ấy rất nhiều sinh linh chỉ muốn tu luyện cũng như thế không muốn tham dự chủng tộc tranh Bá lý bạch chậm rãi thu hồi thanh liên trường ca trầm lâm nói các ngươi trước chờ đợi ở đây bệ hạ đang bế quan đợi hắn đi ra sẽ quyết định thiên thống đại đế mỉm cười nói không có vấn đề trong lòng của hắn thì hiếu kỳ cảnh giới của lý bạch chẳng lẽ hắn là thanh liên kiếm tiên lý bạch đánh bại tiêu yêu thiên tôn đối mặt ánh mắt nóng bỏng của thiên thống đại đế lý bạch hừ lạnh một tiếng biến mất tại nguyên chỗ trở lại trước cửa chính của đại đế cung chờ đợi triệu vân cười nói bệ hạ đúng là bệ hạ vừa tới liền đạt được một đại thế lực tìm nơi nương tượng ở trong cảm nhận của hắn tu vi của thiên thống đại đế đạt tới vô cực đại chúa tể cảnh trung kỳ thủ hạ còn có một tên vô cực đại chúa tể sơ kỳ mười mấy vị vô cực trí cao đại đế vô cực hỗn nguyên siêu thánh càng vượt qua trăm vị chớ nói chi là đại đạo đế tôn bệ hạ là thiên đế tự nhiên khí vận kéo dài Lý Bạch đi theo cười nói. Bọn hắn cũng không có để thiên thống đại đế vào mắt. Nhất là có Triệu Vân ở đây, lại đến năm cái thiên thống đại đế, cũng không dám lật trời. Oanh, đại đế cung bỗng nhiên dao động, khí tức của tần quân lần nữa tăng vọt, khí vận của huyền đương nhân tộc bắt đầu tụ tập mà đến đại đế cung. Không hình không bóng, nhưng từ nơi sâu xa, tất cả tu sĩ nhân tộc đều không hẹn mà cùng nhìn về phía đại đế cung, khuôn mặt sùng kính, phảng phất như nhìn thần duy nhất minh trong lòng bọn họ. Tần quân thành công dung hợp nhân vương đỉnh, đang tiếp thu khí vận của huyền đương nhân tộc ở dưới hảo vận đại đạo gia trì linh khí vũ trụ điên cuồng vọt tới trợ giúp hắn đột phá một màn này để vô số tu sĩ động dung ngay cả thiên thống đại đế cũng ngẩn người kinh nhi nói đây là trong tinh đạo bảy màu tăng nạo hoàng chỉ còn lại có nửa người trên nhanh chóng phi hành hắn nghiến răng nghiến lợi diện mục xấu xí trở nên dữ tợn trong môi mắt tràn đầy lửa giận thiên thống đại đế thiên đế các ngươi chờ đó cho ta cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ để cho các ngươi hối hận tăng nạo hoàng cắn răng giận mắng nhất là thiên thống đại đế hắn cực hận một lời không hợp liền chảm nục thân của hắn qua không để hắn vào trong mắt oanh một đạo huyền lôi trống rỗng xuất hiện đúng lúc rơi ở trên người hắn chém hắn vào thời không loạn lưu vô cùng thê thảm ta hận tì cái gì tiếng gầm gừ của tàng ngạo hoàng vang vọng thật lâu lôi này kém chút để hắn tuyệt vọng vận khí của hắn vì sao kém như vậy hay là đại đạo nhìn hắn không thuận mắt sau năm ngày đinh chúc mừng ký chủ đột phá tới đại đạo đế tôn cảnh tứ trọng thiên thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa trong đại đế cung hai tay tần quân xoay tròn trong lòng bàn tay nổi lơ lửng nhân vương đỉnh cường quang chiếu sáng khuôn mặt của hắn tu vi lần nữa đột phá để hắn hưng phấn không thôi ngắn ngủi nửa tháng thời gian hắn liền từ đại đạo trí tôn cảnh thập tam trọng thiên bay vào tới trí đại đế tôn cảnh tứ trọng thiên nói ra ai mà tin như thế nào là bật đây chính là tâm tình của tần quân xà khoái Nhưng vương đỉnh cũng triệt đề cùng hắn dung hợp đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thu hồi nhân vương đỉnh nhiệm vụ tường trình nhân tộc số mệnh chi bảo nhân vương đỉnh phân liệt nếu khi chủ thu hồi cùng trọng tố nhân vương đỉnh thu hoạch được một cơ hội đại đạo truyền thừa một lần cực hạn giác tỉnh một cơ hội tử trung giác tỉnh một cơ hội hệ thống ân huệ ba cơ hội truyền thừa kỹ năng hai cơ hội triệu hoán thần ma năm cơ hội rút thường ngẫu nhiên thanh âm hệ thống nhắc nhiều vang lên lần nữa khen thường phong phú để tần quân cười đến nhếch môi hắn đã tích lũy năm lần cực hạn giác tỉnh bốn cơ hội triệu hoán thần ma còn có một cơ hội từ trung giác tỉnh, một cơ hội đại đạo truyền thừa, những phần thưởng khác số lượng cộng lại đã vượt qua 40. Hắn dự định giữ lại tiến hành dung hợp khen thưởng chậm rãi thu hồi nhân vương đỉnh, Tần Quân cười nói. Trước rút ra đại đạo truyền thừa đi, thích các đại đạo có thể lưu cho Đế Giang, lấy thiên phú và tu vi của Đế Giang, đột phá vô cực đại chúa tề không khó. Đinh bắt đầu ngẫu nhiên rút ra đại đạo truyền thừa, hảo vận đại đạo, xin ban cho chấm hảo vận, đinh, chúc mừng ký chủ rút ra được mê hoặc đại đạo mê hoặc đại đạo cái này có ý tứ khóe miệng của tần quân giật một cái bỗng nhiên nghĩ đến một vị thần ma nào đó nên đề bạt hắn bắt đầu triệu hoán thần ma trong lòng tần quân tiếp tục phân phó hắn dự định sử dụng bốn cơ hội triệu hoán thần ma tất cả triệu tập tiến đến tần quân nhìn cửa lớn nói mai cửa lý bạch truyền âm triệu tập đám người cơ hạo dạ tôn ngộ không năm lần cực hạn giác tình cũng nên sử dụng trước phóng thích hoàng phong cùng thổ hành tôn trong lòng tần quân nói cại âm rơi xuống thổ hành tôn cùng hoàng phong đại vương liền từ giữa mi tâm hắn bay ra hai thần ma đầu tiên là ngẩn người vội vàng quỳ bái tần quân đa tạ bệ hạ ban ơn hai người hưng phần nói hiện tại tu vi của bọn hắn bay vọt rốt cục có thể nâng lên đại kỳ của đại tần thiên đình lúc này triệu vân lý bạch cơ hạo dạ huyền đường tôn ngộ không lên tiếp bước vào trong điện hai vị thần ma nhất tề quay đầu đều há to mùng cái này hoàng phong đại vương há to mùng đã là vô cực đại chúa tề sơ kỳ hắn nối mặt cơ hạo dạ huyền đưa. Lại cảm giác được cảnh giác, Lý Bạch cùng Triệu Vân càng làm cho hắn nhì không thấu, thổ hành tôn cũng như thế, hắn chính là vô cực trí cao đại đế, nhưng cảm nhận được khí tức của tôn ngộ không, đột nhiên cảm giác được mình còn rất yếu, bọn hắn hoài nghi mình có phải mất trí nhớ hay không, tham kiến bệ hạ, mọi người đi tới bên cạnh Hoàng Phong Đại Vương, thổ hành tôn, nhất tề quỳ xuống hành lễ, đồng thời cũng rất tò mò hai người bọn hắn tại sao lại ở chỗ này, đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được nguyên thủy thiên tôn, đến từ thần thoại truyền thuyết phải trang triệu hoán lần nữa lúc này thanh âm hệ thống nhất nhiều vang lên để nụ cười của tần quân càng sâu hồng hoang thánh nhân rốt cục triệu hoán được một vị thông thiên giáo chủ còn chưa thần phục hắn nhưng hắn đã phân phó dưới hoa thần nhìn chằm chằm thông thiên giáo chủ tên này đã là vật trong lòng bàn tay tần quân khôi phục trí nhớ kiếp trước liền triệu hoán hắn tần quân cấp tốc quyết định nói hồng hoang thánh nhân tuyệt đối là tồn tại thiên phú đỉnh tiêm trong thần thoại hoa hạ cần gì do dự nữa bệ hạ bên ngoài có một gia hỏa gọi thiên thống đại đế mang theo đại quân đến đây tìm nơi nương tựa tứ xương từng nghe qua ngài giảng đạo lý bạch ngẩng đầu nói thiên thống đại đế tới đã có một đoạn thời gian một mực rất an phận làm bọn hắn bắt đầu tin thiên thống đại đế nói ồ thiên thống đại đế tần quân nhau mắt lại lúc trước sinh linh nghe hắn giảng đạo sao mà nhiều thiên thống là vị nào hắn xác thực không nhớ rõ trước để cho hắn tới đi tần quân khoát tay nói cùng lúc đó ở trong lòng phân phó nói điều ra bảng thuộc tính của nguyên thủy thiên tôn nguyên thủy thiên tôn đến từ thần thoại truyền thuyết thân phận một trong tam thanh thanh nguyên tổ khí ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn diệu vô thượng đế diền giáo tổ sư tu vi thanh nhân cảnh trung kỳ công pháp vạn thừa chi pháp trảm tam thi chi pháp hai thiên tích địa thần thông nhất khí hóa tam thanh không sư vô thượng đạo pháp vô thủy độ chúng sinh minh khí chi cực tụ trung cản khôn đại pháp vô lượng nguyên thủy quang pháp bảo hóa huyết thần hạp tam bảo ngọc như ý bàn cổ phiên tam thủy thần bình thuộc tính đặc thù tam thanh tổ sư nếu khai tông lập phái gia tăng khí vận của chủ công độ trung thành 81 trị số 100. Thánh nhân cảnh trung kỳ, rất không tệ. Không hổ là nguyên thủy thiên tôn, sư phụ của quân lôn thập nhị tiên, tổ sư gia gia của Dương Tiễn, đáng tiếc. Nguyên thủy thiên tôn ở cổ thánh đế đạo rất khó có tác dụng, ở trong đại tần thiên đình cũng phải ngồi một đoạn thời gian về lạnh, Đế Giang, ới, Tần Quân bỗng nhiên mở miệng nói. Để Đế Giang cùng người khác ngẩn ngươi, giống nghi hoặc trong lòng, Đế Giang đi đến trước mặt Tần Quân, say người hỏi, mệ hạ, có gì phân phó, chấm muốn cho ngươi mạnh lên, có bằng lòng hay không? Tần Quân cười tủm tỉm nói, nghe vậy, hô hấp của Đế Giang lập tức dồn rập, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, ta nguyện ý, Đế Giang khấu tạ Tần Quân. Hắn chờ cơ hội này đã chờ lâu lắm rồi, tôi ngộ không, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, chúc Cửu Âm nghe xong, cũng đều phấn khởi, ánh mắt nóng rực nhìn Tần Quân đáng tiếc, Tần Quân giả bộ không nhìn thấy, ở trong lòng phân phó nói: "Để đế giang truyền thừa thiết các đại đạo, thiên phú của đế giang ở trong thần thoại tuyệt đối là đỉnh tiêm, chỉ là không biết có tương đương với hỗn độn sinh linh ở nơi này không, có lẽ trên lịch sẽ không quá lớn. Bây giờ đế giang đã là đại đạo đế tôn cảnh thất trọng thiên, sau khi truyền thừa thiết các đại đạo, cũng không biết có thể có tu vi như thế nào." Ngay sau đó, đế giang liền bị hút vào giữa mi tâm Tần Quân tiến hành đại đạo truyền thừa năm lần cực hạn giác tỉnh cùng một cơ hội tử trung giác tỉnh có nên dùng hay không tần quân liếc nhìn thần ma còn lại do dự cực hạn giác tỉnh chỉ cần không tới 10 giây liền có thể hoàn thành ở lúc nguy nan có thể cho địch nhân thống kích trở tay không kịp ngăn cơn sóng dữ nghĩ xong tần quân quyết định trước giữ lại cơ hội giác tỉnh ngày sau hay nói xuống dưới chuẩn bị từ nay nhân tộc đưa về dưới cờ đại tần thiên đình mục tiêu thứ nhất của trẫm là thống nhất kỵ diện hỗn loạn này tần quân khoát tay nói ra hiệu mọi người lui xuống ánh mắt của quách gia cùng quản trọng sáng lên chiến tranh ngư đồ là chuyện bọn họ am hiểu nhất rốt cục có đất dụng võ cho bọn hắn tử long mang thiên thống đại đế kia vào tần quân chợt nhớ tới cái gì Hỏi triệu vân nói có triệu vân ở đây thiên thống đại đế tuyệt đối không đả thương được hắn